Xin chào cô chú anh chị và các bạn đã quay lại với kênh Hoàng Phúc CB. Kính chúc mọi người có một ngày mới thật là vui vẻ và gặp thật nhiều may mắn nha. Thì giống như mọi người đã thấy rồi đó, thì hiện tại là Phúc đang ở ngoài vườn nhà của Phúc nè cả nhà. Thì hôm nay là Phúc sẽ đi hái dừa nha, đi thu hoạch dừa. Đó thì bây giờ là Phúc sẽ chia sẻ cho cả nhà là hình ảnh là những cái cây dừa của Phúc nó trái như thế nào. Đây là những cây dừa nhà của Phúc nè cả nhà. Đó có rất là nhiều luôn nè. Có rất là nhiều dừa luôn, nhưng mà nói chung là có trái thì chỉ vài cây thôi, nó chưa có trái hết. Thì ở trên đây đây là một cái cây dừa một Phúc đang chuẩn bị thu hoạch nè. Đó cả nhà thấy không, trái xài ghê chưa. Đó, quay lại gần cho cả nhà xem nè. Đó, nguyên một cái buồng dừa nè cả nhà. Buồng dừa này có chục trái ạ. Đó, ở dưới này có một buồng nữa nè. Đó, cây dừa này khá là sai nha. Ở bên đây lại có một buồng nữa nè. Đó, rồi ở trên này là có buồng non mới ra nè. Và ở trên còn 2-3 buồng non nhỏ nữa, rất là nhiều luôn. Cái cây này rất là sai luôn á. Và cái dừa này là vừa vỏ vỏ cam, vỏ vàng nha cả nhà. Nó gọi là dừa lửa đó, hay ở quê gọi là dừa lửa đó. Mà ở đây cũng là một giống dừa sim luôn, chứ không phải là dừa sim. Nhưng mà tại cái dừa sim vỏ vàng này gọi nó là dừa lửa vậy thôi. Ở kế bên này, kế bên thì có cây này. Cây này thì dừa vỏ xanh. Đó là dừa sim nhưng mà dừa sim vỏ xanh. Đó, cả nhà thấy chưa, nó cũng xoay trái y chang luôn nha. Đó, cái buồng này nè cho cả nhà xem nè, thấy chưa, cái buồng này cũng rất là xoay nè. Cái buồng này cũng cái chục trái á. Đó, rồi ở trên đây lại còn nữa nè. Đó, trên đây còn nói chung là rất là nhiều buồng, nó mỗi buồng nữa là ít nhất là 2 trái, nhiều nhất là chục mười mấy trái nha. Đó, rồi bên đây nữa nè, kế bên đây lại có một cây nữa nè, cây này cũng khá nhiều trái nha. Đó, cây này cũng có khá nhiều trái nhưng mà ở đây là cái buồng này nó còn non. Ở cái buồng bên này nè, cái buồng bên này nè, cái buồng bên này là lát nữa thu hoạch luôn nè. Bên cạnh đó thì ở trước nhà của Phúc á cả nhà còn rất là nhiều cây dừa có trái luôn. Thì bây giờ hôm nay là Phúc sẽ đi thu hoạch hết nha. Những cái trái nào mà mình thấy nó già rồi đó, mình xem nó già rồi ăn được rồi á thì mình sẽ thu hoạch nó vô nha. Tại vì dừa có rất là nhiều loại á, mình không có biết được cái nó già là mình chặt nó vô non quá thì nó không có cái, nó vẫn có nước nhưng mà nước nó lạc. Còn mà nếu mà nó già quá thì nó cứng cại rồi cái mình cười không có ra đâu. Và nếu mình không có quan sát kỹ, mình không bỏ luôn á thì nó sẽ trở thành dừa khô, và dừa khô là dùng để bằng bánh thôi chứ không có thể là uống nước được nha cả nhà. Tại nước nó không có được ngon, nó bị dầu rồi, với lại là cái nó rất là cứng luôn. Thì bây giờ Phúc sẽ mời cả nhà cùng lên trên cây dừa nha. Hôm nay Phúc sẽ chỉ cho cả nhà bí quyết để làm sao mình biết cái trái dừa nó già hay là chưa già nha.
Rồi ok, mời cả nhà. Rồi, bây giờ đây là trên tay Phúc là cái dao này cả nhà. Thì bây giờ sẽ đem cái dao lên trên để mình xem trái nào già hay trái nào dưa già nha. Rồi đây là cái máy quay nhỏ thì Phúc bây giờ sẽ đổi nó lên đầu để lên trên có thể quay cận cảnh cho cả nhà xem được rõ nét hơn nha. Đổi ngược nón lại, đổi cho nó dễ. Rồi, đổi nó lên vậy. Ngay chưa cả nhà? Tại vì Phúc quay có một mình thôi nên là phải như thế này á, nó hơi vất vả một tí. Rồi, mời cả nhà cùng đi với Phúc nha. Đó, bây giờ lên trên cận cảnh những trái dừa nè. Cho cả nhà xem cận cảnh những trái dừa nè. Thấy đã chưa? Đó, đã chưa, đã chưa. Thì bây giờ đây là một buồng dừa. Đây là một buồng dừa nè. Ở bên đây là một buồng dừa nè. Thì bây giờ mình xem coi ở dưới đó là một buồng dừa. Mà buồng dừa dưới đó là trái là non chắc rồi. Trái non thì trái nó rất là nhỏ. Đó, còn bây giờ trên đây là hai buồng này nè. Đây là một buồng, bên đây là một buồng. Và trái nó to rồi. Thì bây giờ mình xác định đó. Mình nhìn thứ nào để biết cái trái nó già hay là chưa cả nhà. Đó thì hôm nay là Phúc sẽ chỉ cho cả nhà cái bí quyết nha. Để mình xem cái trái dừa này là nó già hay là chưa già để mình biết mình còn thu hoạch nha. Thì bây giờ mọi người quan sát kỹ cái buồng dừa bên đây đi. Quan sát kỹ đi nha. Đó, quan sát kỹ chưa? Rồi, rồi bây giờ mọi người sẽ quan sát kỹ lại cái buồng dừa bên này. Bây giờ Phúc sẽ chỉ cho cả nhà cái bí quyết để xác định biết được cái trái dừa này già hay chưa già nè. Thì bây giờ mời mọi người nhắm mắt lại. Rồi, bây giờ mọi người mở mắt ra. Bây giờ chúng ta chọn đại một trái. Đó, chặt đem xuống thử là biết liền. Đó, chặt trái rồi nè, đem xuống thử biết liền thôi chứ sao giờ. Phúc đã chặt cái trái dừa đem xuống rồi nha cả nhà. Thì bây giờ Phúc sẽ tiến hành là thử trái dừa này nha. Thì bây giờ mình sẽ chặt ra mình thử. Bây giờ mình chưa có kinh nghiệm nhiều á thì mình cứ vậy đi. Mình muốn chặt cái buồng dừa nào thì mình chặt trước một trái. Mình xuống mình thử là chắc cú nhất. Chứ mình nhìn thì đôi lúc mình nhìn á, ta có kinh nghiệm ta nhìn lần được, mình nhìn chưa được mình đem xuống cái nó hư hết nguyên buồng dừa. Nó non non hết, nó già hết. Nhưng mà trái dừa này Phúc thấy ok đó. Giặt ra tới đây là mình thấy ok đó. Rồi giờ chặt nha. Đó. Chặt cái mặt nó ra nè, đó chưa? Cơm nó rất là dày nè. Cả nhà xem nè. Cơm nó rất là dày rồi nè. Chủ yếu là coi cơm thôi. Đó, coi cơm nó dày hay nó chưa dày, nó tới hay chưa tới. Bây giờ chùi cái dao sập. Chùi cái dao xong rồi mình sẽ quét nó. Đó. Rồi bây giờ mời cả nhà cùng uống nước dừa với Phúc. Nó ngọt quá. Ngọt quá trời ngọt luôn. Bây giờ là buổi sáng rồi cả nhà. Thường là trái dừa này á, buổi sáng mình chưa ăn gì á, mình ngủ dậy mình chặt một trái dừa mình uống đi thì nó sẽ thanh lọc cơ thể và rất là tốt cho cơ thể của mình nha. Tại vì trái dừa nó rất là mát, nước dừa nó rất là mát. Và một cái nữa là bây giờ là buổi trưa nắng nóng nè, mình làm mệt á thì mình vô mình nghỉ ngơi một tí xong mình chặt trái dừa mình uống phê luôn. Rất là mát, rất là sảng khoái. Rồi thử nước xong rồi, bây giờ tiếp tục mình thử cái nha. Rồi chặt méo xẹo. Sáng chặt cái dừa méo xẹo rồi đó. Thấy chất quớt rồi đó. Đây. Đây là cái bên trong. Trời ơi, dừa này cơm hơi dày rồi. Ê, trái dừa này nó không được đều nè cả nhà. Cơm này là ở phía đầu này nó còn mỏng mà đầu này nó khá là dày rồi. Đó, bây giờ mình sẽ thu hoạch cái buồng này đi. Chứ để nó khô nó lại cũng không hết. Đó, mình coi cái gì để mình biết. Ở đây mình còn xúc được nè. Thấy không? Mình còn cạo ra được nè. Bên này á thì nó hơi dày rồi nhưng vẫn còn chấp nhận được nha, chứ mình để thêm mấy ngày nữa
Còn tầng nữa là bên đây nó dài cui luôn là bỏ luôn á, không có uống được là để khô luôn á. Rồi ok, bây giờ sẽ thu hoạch thế này. Trước khi mình lên trên mình thu hoạch á cả nhà, thì bây giờ ở dưới đây mình sẽ có một cọng dây nè. Tại vì nguyên bồn dừa nó khá là nặng á, mình có một cọng dây dưới này, mình sẽ bây giờ mình sẽ buộc cái cọng dây vô cái thân dừa trước. Đó, buộc cọng dây vô này, buộc vô cho nó chắc, nó giữ cái cọng dây này giữ dưới đây đi. Đó, buộc vậy nè. Đó, chắc chưa cả nhà? Trời, dây mục nữa chứ. Bữa giờ đốn bỏ ngoài đây luôn, nó mục luôn rồi. Mục hết khúc rồi. Nhưng khúc này vẫn ok. Mục lại. Có mục nữa không ta? Mới rút cho lát dễ mở nha. Rồi, quá là chắc. Đó, mình đưa con dây lên trên đó. Rồi, bây giờ leo lên cây. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cọng dây qua. Cọng dây mình bên này. Bây giờ sẽ đem cọng dây qua bên đây. Rồi bây giờ mình sẽ lựa một cái nhánh tươi tươi nha. Cái nhánh này tươi tươi nè, nhánh này tươi nè cả nhà. Nhánh này tươi ok nha. Rồi bây giờ sẽ lấy cọng dây này mình buộc vô cái buồng dừa. Tại buồng dừa này khá là nặng, mình không thể cầm tay ginh xuống được. Và nếu nó rớt xuống thì nó sẽ bể, nó có cơ hội nó bể, nó vỡ cái buồng ra. Đó, rồi xong, đứt cọng dây luôn. Dây quá mục rồi, nhưng mà vẫn ok nha, nó kéo lại được một tí. Cả nhà xem nè, đây là cái buồng dừa Phúc vừa mới thu hoạch nè. Thấy chưa, cái cọng dây nó đứt luôn. Dây để lâu ở ngoài là nó mục nha cả nhà. Nhưng mà có cái là nó gị được cũng được phần nào nên không có sức cái nào nha. Nó sắp bị sức rồi, chưa sức cái nào hết. Là nó vẫn còn ok. Chứ mà nếu mà mình đốn một buồng dừa mà bị sức từng trái á, là mình bán nó cũng không ngon nữa. Đó, giá lát vô nhà kiếm dây khác. Nè, trái này cả nhà thấy không? Nó muốn rời ra nè. Muốn rời ra nè. Nó chịu áp lực là nó sẽ bung ra nha cả nhà. Đốn buồng dừa là sẽ bị hao hụt nha. Tại mình chưa có kinh nghiệm á, nên mình đốn buồng dừa là 9 trái thì chỉ còn 8 trái thôi. Còn 10 trái là còn 9 trái thôi. Nói đùa cho cả nhà vui tí gì thôi chứ nói chung á thì mình chưa có kinh nghiệm thì mình dùng cách này mình thử, nhưng mình đốn nhiều mình sẽ quen á cả nhà. Là mình sẽ dùng, mình nhìn cái đít này nè. Nhìn cái đít này là nó già hay không nè. Mình do nhìn cái đít này nè. Nhưng mà hiện tại là Phúc chưa có kinh nghiệm nha. Do bây giờ là Phúc đốn là Phúc cứ vậy thôi. Không, buồn là sẽ mất con cái, buồn là sẽ mất con cái. Ok. Rồi, bây giờ sẽ tiếp tục là mình sẽ đến cái buồng bên đây nha cả nhà. Nhưng bây giờ muốn biết cái buồng bên đây nó già hay chưa thì bây giờ cũng tiếp tục cầm dao lên trên nha. Ok. Rồi, đây là cái buồng dừa thứ hai. Buồng dừa này cũng khá nhiều trái nha. Bây giờ đếm trái trước đi. Có bao nhiêu trái? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Trời ơi, buồng này 14, 15 trái lần cả nhà ơi, rất là nhiều luôn á. Đó, bây giờ mình sẽ lựa một trái. Lựa một trái đi ha, trái bên này ngoài cùng nè. Trái ngoài cùng này sao nó nhỏ vậy? Thế lựa trái bên nào nè. Trái nào mình chọt cái dao vô cho nó dễ nữa. Thôi lấy trái ngoài cùng này đi cho nó dễ nè. Chứ mấy trái kia là nó nằm khích khích ở trong không. Chặt dừa chặt một trái thì rất là dễ. Như chặt nguyên buồng thì rớt xuống là không có coi là nó vỡ hết nha. Rồi tiếp tục đem xuống. Rồi bây giờ là trái dừa thứ hai nha cả nhà, bây giờ tiếp tục thử nha. Mới nóc một trái rồi, giờ nóc trái thứ hai nè. Đây là khoe cho cả nhà khả năng uống dừa của Phúc luôn. Nhà dừa nhiều mà sợ gì, uống vô tư. Ôi, cái trái này vừa tới ngon lắm luôn cả nhà.
Trái này vừa tới luôn nha. Nè, cái cơm đó nè, vừa tới luôn, rất là ấy luôn, rất là trắng luôn. Rồi bây giờ mời cả nhà nha. Ồ, vừa tới nước nó ngọt hơn cả nhà ơi. Bây giờ nãy nó không trái, bây giờ nó không trái nữa chắc chết quá. Bây giờ là phải đổ nó vô ca để uống từ từ nha. Nói vậy thôi chứ làm sao mà uống hết được trái dừa, cả hai trái dừa cả nhà ơi. Giờ đến chiều, giờ đi đốn một chục buồn uống hết một chục trái chắc chết luôn á. Nhưng nói chung là dừa này cũng khó nha cả nhà, không có thể là dễ mà mình biết được rồi bụi không luôn. Không thể dễ mình biết được là nó già hay là không. Có nhiều người có kinh nghiệm nhưng mà đốn xuống đôi lúc nó cũng bị chết buồn hay buồn hà. Cho nên cứ hy sinh trái là chắc cú nhất. Đó, cái này, cái cơm đó nè. Mình sẽ bỏ vô đây. Nạo gành bỏ vô. Là sẽ có một ca nước dừa mát lạnh. Dừa này là ta buồn này đốn được luôn nha. Rất là ngon. Giờ kinh nghiệm mà lấy cọng dây mới ra, không cho nó đứt nữa. Ok, do đó thì hôm nay thì Phúc đi thu hoạch dừa và sẵn tiện là chia sẻ cho cả nhà về cái cách là thu hoạch dừa ở quê ở của Phúc này như thế nào luôn. Cây dừa này thì nói chung là nó cũng khá cao thôi chứ nó không cao lắm nha cả nhà. Có nhiều cây dừa nó còn cao mức vị ở trên luôn á, là mình phải leo lên chứ không có thể nào bắt thang được hết. Thang bắt một khúc thôi, còn một khúc phải leo lên và kiếm cọng dây thật là dài để mình thả dừa nó xuống. Đó, còn thấy một cái hai cái thì khỏi cần rồi. Một cái hai trái thì chặt cái lại liền xuống ở dưới chụp thôi. Cả nhà thấy không? Cái một cây dừa thôi cả nhà mà nó tới là 6 7 buồng luôn. Mình vậy là một buồng này nha. Vậy là một buồng, một cây dừa thôi tới 6 7 buồng luôn. Và cái này là hai cái buồng này Phúc chiều đều thu hoạch là một cây thôi. Và tính ra thì nó cũng 20 mấy trái nha cả nhà. Và Phúc ở dưới quê thì Phúc bán tính theo chục, một chục vậy là 12 trái. 12 trái thì nó 70.000. Đó tính ra nó cũng là 6.000 mấy một trái thôi chứ không có mắc lắm nha cả nhà. Đó bán tại vườn là như vậy. Thì một cây nó tính ra nếu mà đưa được 10 buồng đi. Đâu một nó mới được 10 buồng mà một buồng thì tầm 15 trái như thế này thì bán cũng khá là nhiều tiền đó nha cả nhà. Mà dừa thì mình chăm sóc nó tốt á, phân đồ này nọ nó thì nó sẽ cho trái liên tục luôn. Đó do đó thì trồng cây dừa 3 năm mới có được cái trái. Nhưng mà khi có trái rồi thì có trái liên tục và nếu chăm sóc tốt thì cho ra những cái buồng dừa như thế này. Rất là sai kiểu quả luôn, nặng quặng luôn nha. Do đó nói chung là rất là ok. Do đó thì ngày hôm nay video thu hoạch dừa của Phúc đến đây cũng là kết thúc. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã xem video của Phúc đến giây phút này. Cả nhà cảm thấy hay hãy nhớ like, share, chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Ai mới ghé ngang kênh của Phúc lần đầu nhớ bấm đăng ký kênh bằng cái chuông bên phải để có thể theo dõi những video mới nhất của Phúc nha. Rồi bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo. Bye bye.